khí của tàu. Cũng ơi, mấy giờ mình đi không? Ai biết muốn mấy giờ đi đi à? 6 giờ cảnh đi được quá. Được chứ đâu có gì đâu. Thì 6 giờ đi đi, mình chạy cho cua này, chạy nhé nha, mình tập luôn luôn, cỡ vô đó. Mới đi câu cá hả? Ừ. Xã Trường Long Hòa, kính chào quý khách. Đi qua quạt gió đó. Mình kiếm kiếm mấy cái củ nước. Ra cái mình đốt có than cái mình nướng cua ăn. Ăn kiểu dân dã. Chút ngay dưới đây nè. Rửa tiền được. Anh Trinh bữa nay đi rửa tiền các bạn. Chị Trinh nó mười mấy 20 năm nữa không hỏi tiền, hỏi không đi rửa tiền. Đúng rồi. Đó. À, thiếu chỗ ngồi ăn, cô không chịu ghé quán ngồi ăn, đợi đi xuống tới chỗ Duyên Hải mới lần ngồi ăn. Vô quán là phải tốn tiền nè, tốn tiền gửi xe nè. Bởi vì ta ngắm biển kìa, quạt gió đó. Ừ, quạt gió nữa kìa. Hay qua phía bên chùa. Hả? Bởi vì mấy người này tiêu tiền. Chùa ngồi ăn đi. Vô chùa là bị gầy chết. Trinh á giàu lắm các bạn ơi, tiêu tiền nó đi cũng như rửa tiền nha các bạn. Cười gì? Nó nói thiệt chứ bộ. Thì ăn trộm vô rinh hai chồng đi thôi chứ có nha, tiền ở đâu, tiền mặt đâu mà ấy. Nó đi đây là chuyên môn là nó xài thẻ không á. Vô lấy thẻ. Người ta nói già chứ. Không mà nói đi lấy tự gái. Nói tuổi đi. Nó không già như mình nha. Mình nhiều tuổi. Ủa có mua cá này hả? Mua cá gì vậy? 3 cái đôi, 4 cái đôi. Ờ cái đó hả? 140. Cái đó xuống dưới kêu nó nướng trui ăn cũng được. Thôi chiên xù đi. Chiên xù cũng được. Chiên xù chắc có cá ngon quá nè. Rồi bây giờ mình đi xuống Duyên Hải nha, chứ xuống Ba Động nha các bạn. Ừ thì có cái đoạn mà ơi, nó sạch nhưng mà bù lại nước ướt mẹp chứ cái nhựa cái dây nó còn bự quá em ơi, dây nó nặng lắm á, dây còn bự quá. Ở đây đặc biệt là cái bánh thay mì nha các bạn, hai cái ống khói nhà máy điện các bạn, nhà máy điện nhiệt điện, nhiệt điện, nhiệt điện của Trung Quốc này. Đó tới rồi đó các bạn, tới điểm rồi đó. Đó, cho là chỉ vô đó ta. Thấy Ba Động dần dần không? Đó. Biển Ba Động đó. Chỉ vô đó rồi gửi xe hay gì vậy? Lý do nào không xuống dưới mà vô đây? Hả? Sao không vô xuống dưới mà vô đây? Nó kiểu đây cái chỗ giữ xe đó cũng gửi đây có vệ sinh, đổ dưới thì không có nắng, còn đi vô nhà má. Ở dưới cũng không mà thích thì xuống dưới là tại đồ đạc đồ cua rồi trên xe nên. Rồi ở đây có đóng từ bãi không? Cũng đóng. Ở dưới cũng đóng mà. Ở dưới cũng đóng. Ở dưới ở đây đóng bao nhiêu? Đóng là 30. Dưới 20 ở đây 30. Trời ơi. Ta chạy xe 16 chỗ vô hoài luôn á. Ôi vậy tôi đi trọng. Ở đây thì 20 thì hai. À sao được rồi để đi trọng hay cho dễ. Cũng ở vậy nè, cũng dễ quá ha. Chơi tôi à. Biết ngay là ghé ra luôn ha. Dân này đi mỗi ngày mà ông tưởng đâu lâu lâu đi lần hả không? Ôi mở nhà hàng lớn quá. Đó thì bỏ vậy nó. Ôi, mở nhà hàng tiệc cưới. Hay ghét cái vụ mà 20.000 đó. Ôi ôi bây giờ nó làm cái quạt gió này đẹp quá. Ừ, nhìn nó mới có em ạ. Quá trời luôn cái này. Wow. Đẹp quá đẹp quá. Wow, ở đây bây giờ đẹp quá các bạn ơi. Wow, có cái hàng quạt gió điện quạt điện nha các bạn. Gió cái này mới làm. Ở bình thì mình không có về, mình không có xuống đây cho nên mình không biết cái này mới này các bạn. Đây xe du lịch, xe tới nhà. Ở mình mua cái thùng đó hả? Mua cái thùng đổ vô hả? Rồi tép này mình đem vô đóng luộc hay gì? Vậy bóc ra, để bóc thôi. Cái này nghề của Út mà. Luộc hay nướng? Cái này 2 triệu. Hấp nó hấp rượu hấp bia nó vừa vậy đó. Có rồi.
Rồi đi. Vô trống cho người ta làm đi rồi mình đi chơi. Rồi đi qua nhà hàng bên kia. Cá đối chiên xù làm nước mắm me. Rồi cái con hào. Hào làm gì? Hấp hào khô á. À, làm có như vậy. Ừ, có làm giùm cô vậy đó. Dạ, hào chiên luộc thôi. Rồi để nguyên con. Hấp có được luộc. À, có phải đồ tắt không? Không chỉ là đồ tắt thôi. Đây, miếng mà đọc này các bạn. À, bây giờ làm điện gió rồi dữ dằn ha. Em thử mơ nha. Rồi, bắt đầu nhậu nha. Trời ơi, nhậu dầu gió không nha, chị Nga cũng nhậu dầu gió này nè. Dầu gió phải không? Dầu tới. Mọi người ngồi đi. Rồi, con này con gì con nghiêu. Ê, con dợp. Dợp, chứ mấy nghiêu. Em lấy giấy này đi. Rồi, nước chấm nè. Cá nóng rồi, giúp đi. Rồi, cá. Có cá rồi. Wow, chiên xù hả con? Dạ. Chiên xù đây, cá đối chiên xù đây. Có miếng chanh nữa con. Dạ. Chanh với bụng nắng. Con cá đối nằm trên cối đá, biểu má mày văn một chiều tối tao qua. câu danh ngôn. Cá để nguội. Wow. Rồi nó lên dồn dập rồi. Con này là con gì em? Con dợp. Con dợp. Con này là cá. Cá đối chiên xù. Dồn dập luôn. Rồi tới cơm chiên thổi. Mời các bạn. Ồ, oh, giòn cơm, quá. Cái chén này múc cơm cho. Muỗng đâu không thấy muỗng con. Ở đây có rồi, ta cần gì? Wow, coi thịt nè. Ồ, oh, ngon quá. Chấm nước mắm me. Nước mắm me. Cá tươi. Ngon lắm. Rất à. Là đẹp bạn. Đúng giòn. Tên phủ nóng. Lẩu qua từ từ đi con. Nhập lẩu nó lâu sôi, trời gió lâu sôi. Ừ, đúng rồi. Đó là rất vừa luôn á. Có khi nó không sôi tại vì con ngồi chơi mà. Ờ, dạ. Ngồi chơi chút đi. Bạn cua đồ nữa mà. Ừ. Chơi cho ngon trên. Có. Đây. Mà mình chiên giòn quá. Quá. Trên tủ ăn thế này nó ngon. Đó. Ngon rồi nè. Ăn luôn cái giải ha. Ừ. Cái đói. Cái đó thịt này ngon quá. Ngọt quá ngọt luôn. Trời ơi, coi cái thịt nè. Đây, nói chuyện nguyên khúc đó, bỏ qua trắng gì mai. Cái gì? Nè. Cá. Cái à, nguyên khứa cái đói chiên. Cái gì đâu à? Nè, chiên xù. Đây, chén em. Ai vậy? Chén gì vậy? Chén đâu? Hải. Không biết. Hải. Thiếu cái chén rồi con. Rồi, chắc anh trước đi. Trước đó, cho chị Mai. Để em đi. Nè. Quá ngọt luôn. Không những cái chiên xù giòn thiệt. Em chấm mắm lạ, mắm chua. Mắm chua, mắm chấm mè. Chưa mè ngon. Đũa ủa, chưa có đũa nữa hả? Thiếu sao đũa vậy? Chán con ơi. Năm người mà nó nhìn nó thấy tao không thấy mình thế. Ngon quá.
quá ngọt quá. Ừ, anh có dĩa này cũng được hả? Cái chén đó hả? Quên nó uống bia chứ. Khui bia à? Khui. Uống bia chị em. Em này lên đô rồi đó. Trời ơi. Bia này bây giờ á, em uống cỡ 10 lon là em xỉn nè. Uống lon thì không sao, uống 10 lon là chỉnh. À. Ngon quá, ngon quá. Cát không nha. Ngon, mới ăn con không có. Con dọc tính ăn ngon quá chứ. Ngon không? Quý vị. Không có cần ăn đồ ở nha. Cá. Tới mặn tôm nha. Bạn có thèm không? Chiên xù sẽ phải để ra ăn miếng ngon gì đó, chiên xù. Tôm quá ngon luôn. Này các bạn thấy không, trong dĩa tôm này nó hai loại tôm nha. Một cái loại tôm này là nó kêu bằng thẻ. À, con này là ở dưới biển nè các bạn. Còn con này người ta nuôi ở trong vuông. Nha, cái này là nuôi trong vuông tôm nha. Cái vuông này là người ta nói gì? Cái vuông của người ta bao quá. Ở trong vườn cái mấy công vậy đó, rồi người ta thả người ta nuôi nha. Còn cái con tôm mà nó nằm ở trong cái ao mà người ta làm để người ta nuôi công nghiệp á, là cái thịt nó thua con này nha các bạn. Ta ăn ta mới khen. Ôi bà xã tôi bà cầm nguyên cá. Giòn lắm. Thịt ngọt quá không? Con cứ để đại gần chú đi, chú ăn nhiều có gì đó. Lát con cho chú mượn cái búa tay nha. Chú đập nó ra. Không có cái nó lấy cái muỗng về vậy cũng được nữa con. Chú ư cầu con đưa vô cái miệng nó nại ra được. Muỗng nó nóc phải không? Mấy con này tôi ăn rành lắm. Sâu nha các bạn. Còn con tôm này tôm nuôi nè, cái da nó cứng hơn. Đó, ăn nó thịt nó không bằng cái con tôm này. Tôm này nó chắc, nó ăn nó ngon. Đúng rồi, nó tôm chỉ đủ. Đó.
Hồi hồi nãy anh ăn cái đầu. Chấm mắm mè với cái đầu. Hồi đó mà ăn cá đối này nè, lần đầu tiên là đi xuống nhà chị Sáu Thành. 300 ngàn ký nè các bạn. Anh Minh với cái từ vợ đó là nó khác nhau xa, phải không? Nhận không? Anh Minh đó là ít út ý út nói là anh Minh ăn không có ăn xương cái đầu của nó. Ăn thịt chắn bò, bồi mấy cái mới lộ. Trinh thấy không, hồi nãy bỏ là mấy con như vậy nè, nó vẫn có gạch nha, nè gạch hết sức gạch không, là con cua nè, cái nhất là nó bự quá, à, cái thứ hai nữa là nó không có đầy thịt, đó, như lấy càng này nha các bạn, nó có 80% nó không có đầy á. Nó lớn xuống liền, nó không có gỡ mà thịt mà nó dính vô trong cái thịt, vô cái xương. Không phải, nó chưa có tới. Có nghĩa là nó chỉ 80% chắc thôi. Nó vẫn có thịt ngon lành. Nhìn thấy không? Đó, này, bỏ là mấy con á, bắt cái con này. À, vẫn có thịt ngon lành ha. Nhưng mà nó cái bà càng bự dày nhưng mà thịt nó nhỏ hơn nè. Còn cái kia là thịt nó cái càng bị lớn thì cái thịt nó bị lớn. Đó, nó là vậy đó. Con không ăn nữa, gạch để ăn giờ không được dùng vàng, chỉ có
con. Rồi chụp đi. Đi về dài dưới đi. Bắt đầu dưới đi lên. Đi trên này nè, đi qua vậy nè. Rồi đi. Đi
Rồi được rồi. Được rồi, đi lên đi. Bích người sao hết trơn. Vậy đâu có thấy à, đâu có thấy hết. Đi đi, đi đi. Đi từ từ lên. Rồi mình về tới Trà Vinh rồi các bạn. Đây là ngay cái đường vô ao vuông. Nó rất nhiều người ta bán đông lắm các bạn, thấy vui không? Hột vịt lộn. Rồi mắm bún mắm, mắm bò ốc. Rồi bắp nấu. Không có hoành gì chứ. Đủ thứ luôn các bạn ơi. Hoành lắm. Nè đi chỗ này nó bán nè, nó bán nước uống nước lèo. Uống tiếu gì nữa. Tới đằng kia. Cháo gì, cháo vịt, cháo gì đủ thứ. Mỗi cuốn bắp bao nước dừa gì đó. À, đường này vô Trà Vinh vô à. Nhậu cái gì đây? Ao vuông á các bạn. Rồi. Không có rồi. Bắp trái kia. Không có rồi, không có rồi. Đây đây đẹp bắp ốc, ốc dành miếng bánh dứa nước dừa, nhân dừa vậy đó. Rồi bên đây là bắp nước dừa nè. Rồi. Đâu? Đây nè, đây nè. Bắp nước dừa bắp ơi là bắp ơi. Bắp. Trời ơi, đi xuống đi, đi xuống đi. Đi xuống đi. Thì bước ra lên đi. Lũ nước dừa hả? Ngô nụt bao nhiêu con trái? Dạ 12.000. 12.000 trái. Dạ. Wow, thấy ngon quá ha. Nụt nước dừa ra dứa. À, bắp nụt ra thì 10.000. Còn ngô nụt thì 5.000. Tại ngô nụt là Hà Nội, còn bắp nụt là Sài Gòn. Không có thiệt. Trời được chưa? Thôi còn có trái à. Mua luôn đi. Ôi trái ngắm luôn. Ôi trời nhiều quá. Tưởng nó hết rồi chứ. Cái này là để chân mỏng thôi phải không? Dạ. Lát mới bỏ xuống dưới luộc phải không? Mà cái này ăn tróc không? Dạ. Tróc phải không? Dạ ăn tróc. Chứ bắp Mỹ là ăn không có tróc nha. Bắp ở bên Mỹ ăn là cạp là nó dính cái cùi hết trơn. Bắp này cũng bắp Mỹ nữa mà đều ăn cạp nó cho nó tróc. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi, đi lên xe. Các bạn thấy vui không? 5 trái, trời ơi, 4 trái sắp cho mẹ đi. Trước nãy là cho chủ bán bắp 1 trái. Rồi, không, đưa đủ